tử vi thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 14 tháng 11 năm 2023 âm lịch ngày mậu ngọ tháng giáp tý năm quý mão. Xung ngày, bính tý giáp tý xung tháng, mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần. Canh thân thứ ba này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 26 tháng 12 năm 2023 tuổi tí có thể gặp không ít rắc rối trong ngày cục diện tương xung án ngữ. Điểm báo bất hòa xảy ra khiến bạn phải tốn nhiều công sức để xử lý các tình huống khó xử phát sinh các mối quan hệ hợp tác cũng trở nên khó khăn, tiến độ trì trệ. Ngày này bạn được khuyên tốt nhất nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý. Đừng cố hơn thua bằng được với những người xung quanh bởi điều đó sẽ chỉ làm gia tăng sự căng thẳng chứ không hề có tác dụng gì cho công việc của bạn. Thậm chí nếu càng đối chọi gay gắt, người gặp rắc rối có thể là chính bạn. Ngày này thủy hỏa xung khắc cũng dự báo chuyện tình cảm của những chú chuột vẫn còn nhiều khúc mắc. Có vẻ như những bận rộn của cuộc sống và công việc đang khiến cho cả hai bạn dần trở nên xa cách nhau. Đôi khi chỉ một lời hỏi thăm hay động viên đơn giản cũng có thể hàn gắn rất nhiều điều đấy. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Hai tuổi sửu ngày 26 tháng 12 năm 2023 cục diện tương hại xuất hiện trong tử vi ngày mới của tuổi sửu là điềm báo vận tiểu nhân của người tuổi sửu khá vượng. Bạn nên đề phòng những kẻ xấu bụng đang nham nhe đặt điều nói xấu sau lưng. Đặc biệt, bạn sẽ phải một mình đương đầu với tất cả những sóng gió trở ngại lần này mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Lại thêm kiếp tài tác động, hung tinh này gây hao tài tốn của rất rõ tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát đầu tư có dấu hiệu thua lỗ chi tiêu thiếu khoa học tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ bản mệnh vô cùng bối rối và phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vay mượn để giải quyết vấn đề ngày nay có hỏa sinh thổ bù đắp cho những khó khăn và vất vả mà tuổi sửu đang phải chịu đựng bằng đường tình duyên tươi sáng Bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm nỗ lực khi bên cạnh luôn có nửa kia tin tưởng và đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Người độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ tị, dậu tí. ba Tuổi dần ngày 26 tháng 12 năm 2023 tam hợp cục dẫn đường, người tuổi dần như được tiếp thêm nhiều năng lượng và động lực chiến đấu với công việc của mình. Với tinh thần trách nhiệm, con giáp này không cho phép mình gục ngã, dù có gặp phải nhiều áp lực và căng thẳng đến đâu cũng không nản trí. Hôm nay bản mệnh cũng có may mắn đón vận trình tài lộc vượng phát. Việc buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán. Các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước, mang tới cho bạn những mối làm ăn bền vững. Mộc Sinh Hỏa, con giáp này có thể tự tin thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu, với sự chân thành của mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời đầy khả quan đó. Đừng chần chờ mà bỏ lỡ nhân duyên của đời mình một cách đáng tiếc các cặp đôi vẫn luôn biết cách giữ ngọn lửa yêu nồng nhiệt. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hợi tuất. Bốn. Tuổi Mão ngày 26 tháng 12 năm 2023 tử vi cá nhân hàng ngày, ngày Mão ngọ tương phá, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong ngày thứ ba này. Nếu không nhanh chóng xử lý vấn đề, bản mệnh có thể phải chịu thiệt hại kha khá cả về tiền bạc lẫn tinh thần nữa. Hung vận lớn cũng không tốt cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh hay mở rộng quy mô trong ngày hôm nay không phải lựa chọn sáng suốt thời điểm này bạn tốt nhất nên đề cao tính an toàn thì hơn. Hạn chế những hoạt động mang tính mạo hiểm cho dù lợi nhuận hứa hẹn có cao đến đâu. Chuyện tình cảm của người tuổi này cũng không mấy suôn sẻ do ngũ hành mộc sinh xuất cho hòa. Các cặp đôi vì bất đồng quan điểm mà liên tiếp này sinh xung đột. Cả hai vì cái tôi quá lớn nên chẳng ai chịu nhường ai, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn hẳn người độc thân buồn phiền vì tình cảm trao đi mà không được đáp lại. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam, tuổi thìn ngày 26 tháng 12 năm 2023 người tuổi thìn xuân sẻ hay gặp gành phần lớn phụ thuộc vào thái độ làm việc của bạn, con giáp này được nhắc nhở chớ nên lơ là chủ quan rắc rối có thể xuất hiện vào những lúc bạn chẳng hề ngờ tới một bước đi sai lầm có thể khiến cho mọi thứ tan tành mây khói đó vận trình tài lộc thăng trầm bất ổn con giáp này có năng lực kiếm tiền nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý tài chính tiền vừa vào túi hôm trước thì hôm sau đã có việc phải dùng đến thế nên con giáp này không tích lũy được nhiều cho bản thân mình bạn cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình để cải thiện tình trạng này chuyện tình cảm không có nhiều biến động thời gian này mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vẫn giữ được sự ổn định tuy nhiên vì bận rộn nên đôi khi con giáp này cũng có phần lơ là hãy cố gắng dành thêm thời gian cho nửa kia yêu thương để người ấy không cảm thấy tủi thân hay cô đơn Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu tí thân. 6 Tuổi tị ngày 26 tháng 12 năm 2023 ngày được cát tinh thiên ấn che chở, người tuổi tị có thể yên tâm khi công việc ở thời điểm hiện tại vẫn đang diễn rất hanh thông và thuận lợi. Bạn được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi nhờ sự nâng đỡ này sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt. Tài chính trong ngày vẫn duy trì được sự ổn định như bạn mong muốn người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm một khoản thưởng nhân dịp nghỉ lễ, tài khoản cũng thêm phần dư giả. Người làm kinh doanh có thể mạnh dạn đẩy mạnh kế hoạch buôn bán, đầu tư dịp Tết Dương này cũng rất khả quan. Ngày hỏa khí vượng có thể khiến tâm trạng của tỵ có nhiều điều dồn nén, nóng nảy. Chính điều này sẽ khiến chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy gặp không ít trục trặc cả hai vì thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông nên mâu thuẫn xung đột ngày một nhiều thêm. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ cam quý nhân phù trợ, sử, dậu thân. Bảy tuổi ngọ ngày 26 tháng 12 năm 2023 ngày ngọ ngọ tự hình, người tuổi ngọ khó có thể giải quyết công việc theo đúng tiến độ đặt ra bởi đầu óc bế tắc, suy nghĩ luẩn quẩn. Bạn làm việc thiếu hiệu quả. Dù vẫn là những công việc thường ngày nhưng khi không đủ tập trung, bạn vẫn có thể gặp khó khăn và trở ngại như một người mới. Trong một ngày thiếu sự tỉnh táo như hôm nay, bạn cũng được khuyên chớ nên nóng vội đưa ra những quyết định liên quan đến lĩnh vực tiền bạc nếu không có thể mất trắng bất cứ lúc nào có thể bạn nghĩ đó là cơ hội ngon ăn nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với bạn hãy tham khảo các luồng thông tin để hạn chế rủi ro phương diện tình cảm trong ngày hôm nay vẫn dậm chân tại chỗ người có đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài đôi bên không ai muốn chủ động hàn gắn nên mọi chuyện vẫn cứ dùng rằng như vậy người độc thân cần thêm sự chủ động mới mong tìm được hạnh phúc của riêng mình. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, tìm quý nhân phù trợ tuất dần, mùi. 8. Tuổi mùi ngày 26 tháng 12 năm 2023 có lục hợp hậu thuẫn, người tuổi mùi được quý nhân nâng đỡ, nếu chủ động mưu sự lớn sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh. Chỉ cần hạ quyết tâm và làm tới cùng thì chắc chắn kết quả sẽ được như bạn mong đợi. Niềm vui còn nhân đôi với mùi khi đường tài lộc khởi vượng. Cát vận của bạn khá lớn nên không gặp phải khó khăn gì trong những vấn đề liên quan đến tài chính, tiền bạc có thể chi tiêu rủng dính. Chính vì thế mà con giáp này cảm thấy tự hào khi những công sức của mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Nhân duyên tốt đẹp cũng mở ra với những chú dê trong ngày Hỏa Sinh Thổ. Những người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng, mối quan hệ phát triển nhanh chóng. Tình yêu đôi lứa hóa giải được những hiểu lầm, mâu thuẫn trước đây. Sẽ không có cơ hội nào cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm của hai bạn giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Chín, tuổi thân ngày 26 tháng 12 năm 2023 thực thần che chở. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Cơ hội kiếm tiền đang bày trước mặt bạn rồi còn trần trừ gì nữa mà không nắm bắt ngay đi thôi. Vận khí cát lành cũng sẽ giúp con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, một khi hạ quyết tâm là sẽ làm cho bằng được. Dù cuối năm công việc gặp nhiều căng thẳng và áp lực nhưng bản mệnh phản ứng linh hoạt, suy nghĩ tích cực nên nhìn chung vẫn giải quyết mọi thứ ổn thỏa, yên tâm nghỉ lễ trước mắt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến tình duyên của con giáp này không được tốt cho lắm. Dù là người độc thân hay đã kết hôn đều gặp không ít rắc rối, chuyện muộn phiền. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề, từ đó khiến gia đạo bất ổn. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ, thìn tí tị. Mười tuổi dậu ngày 26 tháng 12 năm 2023 tử vi 12 con giáp miễn phí chịu tác động từ cục diện ngọ dậu tương hình, người tuổi dậu có thể phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Tinh thần làm việc đi xuống. Thiếu ý tưởng sáng tạo nên tiến độ trì trệ khá rõ. Hãy dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho công việc, bạn sẽ hạn chế phần nào tình trạng này, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Tài vận trong ngày cũng có phần giảm sút, vận may về tiền bạc của bản mệnh không nhiều, đừng nên trông chờ vào các trò chơi may rủi kẻo mất nhiều hơn được. Ngày này nếu chỉ tập trung kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thì tình hình được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. Chuyện tình cảm thăng trầm khó đoán khiến bạn bị tra tấn tâm lý rất nhiều người ấy chẳng mặn nồng cũng chẳng lạnh nhạt hẳn, khiến cho bản mệnh lúc thì hy vọng, khi lại thất vọng, tâm trạng lên xuống thất thường. Bạn nên thẳng thắn nói ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình cho đối phương chứ đừng nên giữ mãi trong lòng. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11. Tuổi tuất ngày 26 tháng 12 năm 2023 nhờ có tam hợp thái tuế tương trợ, người tuổi tuất có một ngày vượng vận khí, mưu sự dễ thành. Bản mệnh đang đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí quyết tâm của mình, bạn sẽ dễ dàng hiện thực hóa được những mục tiêu đó. Cứ nỗ lực hết mình thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng đường tài lộc ở thời điểm này khá dồi dào thu nhập của con giáp này đang có những dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều khởi sắc các khoản thưởng tết dương lịch cũng giúp bạn thoải mái chi tiêu mua sắm theo kế hoạch đặt ra từ trước đó nay còn là ngày hỏa sinh thổ đường tình duyên của bản mệnh có những dấu hiệu khởi sắc đào hoa nở rộ rực rỡ người độc thân nên nhân cơ hội này để mở lòng mình ra hơn, đón chờ những cơ hội mà vận mệnh sắp đạt. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính bản thân mình, hạnh phúc sẽ tự tìm tới. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tuổi hợi ngày 26 tháng 12 năm 2023 tuổi hợi được các tinh thiên tài nâng đỡ nên tài lộc vô cùng khởi sắc. Quý nhân trao cho con giáp này vận may hiếm có. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng có tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Bản mệnh có thể chiều chuộng bản thân một chút trong ngày cuối cùng của năm 2022 để động viên cho những nỗ lực của mình. Công việc vào cuối năm tuy nhiều và áp lực nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Bạn vẫn đang cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời của mình. Con giáp này nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó để có thể yên tâm khép lại năm 2023. Chuyện tình cảm có sự thay đổi bất ngờ theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận với mọi điều có thể xảy ra. Người độc thân có thể vẫn loay hoay trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương, nhưng đừng nản chí, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng. Đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.